Có con nhỏ nó mới đến chùa mình mà nó mới có 28 tuổi, mặt nó mụn đầy cái mặt. Nó lại chùa nó tu mà cái mặt nó mụn đầy hết chứ. Mặt nổi thiệt ghê thiệt. Mặt mày thì không có xấu mà nó mụn đầy cái mặt, thành xấu luôn. Con mắt nó gì nè, buồn hiu. Xong á, mẹ nó dặn là, mẹ nó thầy thầy, nhỏ con 28 tuổi, không có thằng nào ngó tới. Nhân Đức nói, tôi nói thiệt chứ, tôi xấu thì xấu chứ, tôi nhìn con mà tôi không dám ngó luôn. Nhìn nó kỳ cục quá. Mà nói xấu đẹp gì ở đây mà tôi nói sao mà nó kỳ quá. Nhìn cái mặt gì mà kỳ cục quá chèn. Sao mà con mắt nó kỳ vậy? Sao mà nó lúc nào mắt nó cục? À, nó lỡ nó gặp. Mẹ nó kêu, chào thầy đi con. Đây. Nói, chào thầy mà giống mày sủa với con. Chàng nó làm cái ghê. Kinh khủng không? Xong á, nói chuyện với mẹ nó, mình nói chuyện với mẹ nó, chứ không nói chuyện với nhỏ này. Nói chuyện với nhỏ này nó tưởng nó cằn nó quá, không có độ nó được. Nói chuyện với mẹ nó lăng càng cái nó chơi được không? Nói, Nhân Đức nói, cô năm nay nhiêu tuổi? Nói, bà nói, dạ con năm mấy tuổi. Bà năm mấy tuổi con nhận mặt bà sáng thiệt. Mắt bà sáng, bà nó mặt sáng thiệt. Bà mẹ bà muốn đẹp hơn nhỏ con bà nữa. Bà mẹ bà có miếng mụn nữa, mặt nó nhỏ kia mụn không. Sau đó cô năm mấy ngày 60 tuổi mặt cô đẹp, sáng sủa. Chắc chắn cô niệm Phật. Chứ cô không có buồn giận ai để trong tâm đúng không? Đúng không? Nó nói, dạ đúng rồi, con nghe thầy giảng con vui. Từ khi nghe thầy giảng tới giờ là con vui, con trẻ luôn á thầy. Xong Nhân Đức nói, kể cho cô nghe câu chuyện. Mình không có nói chuyện gì ở đây, kể chuyện cho nó nghe chơi. Nó nghe, nó ngồi nó nghe. Có con nhỏ kia nó lại chùa, nó xấu kinh khủng lắm. Mà cuối cùng bây giờ nó đẹp, thiệt đẹp luôn. Con nhỏ kia nó vừa nghe làm nè. Nhóm cổ nghe liền, tại vì xấu, nó biết nó xấu. Bây giờ nó nói tới đẹp, con nhỏ kia xấu lại chùa, mà giờ đẹp, nó nghe tới coi. Làm cái gì đẹp? Thì trong bụng mình nói dính cái này, dính chắc luôn. Nếu mà mình nói chuyện như này là thất bại liền quý vị, mình khuyên nó là thất bại liền. Mình không khuyên nó, mình không cần ngó ngàng, mình không cần nhìn nó luôn. Nhìn mẹ nó chơi được không? Mẹ nó nghe quá, mình nhìn mẹ nó thôi. Còn nó chưa nghe nhìn nó làm chi? Nhìn mẹ nó, chơi với mẹ nó nè. Xong kể cho bà, vừa nói câu đó, bà nói câu nè. Thầy kể cho thầy, con nhỏ nó xấu cuối cùng sao mà đẹp với thầy. Thầy bà nghe pháp mình giảng bà hiểu, biết. Nên gọi là chim mồi qua lỡ nha quý vị. Độ con bà, hiểu rồi. Văn hiểu nhau. Thấy không? Con nhỏ kia nó xấu là gì? Trong lòng nó u uất, nó buồn. Nó nói tại sao cuộc đời nó không thằng nào ngó ngàng nó tủi thân phận má hồng. Viết nó càng ngày càng xấu. Con nhỏ kia nó dính ngay nó nữa rồi. Chứ giờ Nhân Đức nói quý vị nghe, quý vị mà không tu đi, từng tuổi đó làm gì trong lòng quý vị không cảm thấy cô đơn? Mà nó cô đơn mà nó buồn rồi nó xấu ác đảng. Bà này dính ngay bả sao phải cười dữ. Hiểu không? Nên đó, dính ngay tim đen phải sao phải cười gì? Quá trời cười. Hiểu không? Là sao bắt đầu lại sao? Nó nhóng cổ lên nó nghe hoài. Con nhỏ đó sao rồi giờ nó đẹp quá trời đẹp, quá trời nhiều thằng đi theo nó luôn. Nó không chọn luôn. Nó muốn đi tu. Nó. Bà mẹ bà thầy bà hỏi, cách nào thầy? Thì bây giờ nó đừng có buồn nữa. Mà nó không muốn buồn nữa thì làm sao? Phải niệm Phật, phải nghe Pháp. Đơn giản thôi. Niệm Phật nghe Pháp. Rồi mỗi ngày niệm Phật lấy Phật đồ. Vậy đó mà bây giờ nhỏ kia giờ nó đẹp với lắm cô ơi. Mặt sáng sủa, ngon lành luôn, đặc biệt lắm. Xong nó quay lại nó hỏi, thầy thầy, theo thầy thấy con làm gì có giống nhỏ đó không? Thấy chưa? Hỏi liền quý vị. Nói cô hả?
Cô thì nặng lắm, nặng lắm. Giống như bác sĩ đó đi. Bác sĩ mà thấy bệnh nhân mà lại hỏi là bộ cũng ra vẻ rồi ha, ra giá mà. Cô hả? Bệnh này nặng lắm. Không, bệnh này là phải á, mỗi tuần đi đến tu thêm ở chùa thứ bảy chủ nhật nữa nghe không, rồi về nhà phải niệm Phật cho nhiều. Từ hôm nay đem tất cả cái nỗi buồn trong lòng lo âu đem ra hết. Nói, ủa sao thầy biết trong lòng con lo âu? Nói, sao không biết? Thật lòng trong lòng của cô lo không? Nhưng Đức nó bảo đảm 100% với cô luôn. Cô hiện tại bao nhiêu tuổi? Cô nói 28 tuổi. Mình cái gì mình quyết đoán luôn nghe quý vị. Tại vì mình cũng hỏi mẹ nó sơ sơ rồi. Nắm được quý vị. Thế mình đánh tâm lý quý vị. 100% với cô luôn. Cô giờ đang lo. Lo dữ lắm. Bà nói, nó lo gì? Ế. Lo ế. Vừa nói xong nó im ru, nó nhìn những Đức. Xong những Đức quay qua nhìn á, những Đức dùng cái cặp mắt cái tình cảm chút. Nhìn phát nghe. Thấy không? Nhìn cái xong á, nhìn thẳng ngay bả cái. Những Đức làm nè. Cái đầu nó làm gì nè. Nó thấy chưa? Dính liền. Xong vậy mà nói chuyện một chút, nó cười một cái. Mẹ nó nói lâu rồi không thấy nó cười. Lâu rồi không thấy nó cười. Xong thì Nhân Đức nói, cô cười đẹp. Con nhỏ này cười đẹp cô. Bởi vì nãy giờ nhìn mẹ nó không mà quên nhìn nó. Mình làm cái tự nhiên bả tăng cường năng lượng lên. Tại vì không ai nhìn bả yếu bóng vía. Giống hoa mà không được chăm. Đúng không? Quay qua mình nói, nãy giờ lo nhìn mẹ nói chuyện với mẹ, quên nhìn nhỏ gái. Con nhỏ này cười đẹp. Mình nói mạnh dạn đi. Cười có duyên con. Cười lên. Cái bả làm nè. Mẹ nó chàng ơi chàng, thầy ơi thầy. Trời ơi, nó không bao giờ mà nó cười gì đâu thầy ơi thầy. Sao mà thầy nói chuyện mà nó cười được hay thì. Cười sao không cười. Con nhỏ câm mà nghe những Đức nói chuyện nó còn cười mà đừng nói chi con nhỏ này. Đã là câm điếc rồi mà nghe nói chuyện mà diễn đạt thôi mà như nhìn cái mặt cho Đức nó còn cười. Không chi con nhỏ này nó thấy nó nghe mà không cười mới sợ. Cuối cùng nó cười từ đầu nói chuyện với nó tới khi kết thúc nó cười khoảng mười mấy lần. Kinh khủng không? Cười lên. Từ khi gặp nó, thấy không? Cho tới bây giờ luôn. Là bây giờ biết hay công nhận thiệt. Mặt nó bây giờ về cấp trước 10 lần mụn, bây giờ còn chỉ một phần thôi. Kinh không? Cái tâm trạng quý vị, cái tâm trạng buồn phiền quý vị nó bị độc. Mà mụn là độc đó quý vị, nó nổi lên vụt 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 là độc. Hiểu chưa? Nhìn có cái bà nào nói mụn không? Hiểu không? Đó, độc đó. Đừng có buồn nghe. Nó, lâu lâu mà bực bội sân si phiền não, buồn ai là nó nở mụn lên, cái mụn lỗ mũi nè. Nhỏ này bị nổi mụn ngay lỗ mũi. Nhỏ này bị buồn. Hiểu không? Gọi là nổi mụn là dội quả, hiểu chưa? Hiểu không? Để ngay cái lỗ mũi luôn. Đó, thấy chưa? Vậy đó mà tới bây giờ luôn mặt mày sáng sủa lên, vui vẻ sống đặc biệt. Bây giờ tuần thứ bảy chủ nhật nào cũng đi đến đây nghe pháp, đang ngồi đây nè. Nãy giờ bà ngồi bà nghe bà cười lăng lăng. Thấy chưa quý vị thấy? Cái lời nói thôi giải được cái bệnh cho người ta. Nên mình đó quý vị à, mình là một con người sống trong cái xã hội văn minh. Chúng ta tại sao không biết cười? Quý vị có nụ cười nó mới có ngày mai nghe quý vị.
Quý vị mà thường vui vẻ, cái buồn đến quý vị nó sẽ giải rất là nhanh. Quý vị thường buồn một chút, buồn bỏ vào bị chết luôn. Nên cái người tự tử là đa phần là tuyệt vọng. Vì coi con người chúng ta mà tuyệt vọng, chúng ta dễ đi đến cái tự tử chết lắm. Nên chúng ta đến với cuộc đời này không phải là chúng ta nghi ngờ ai gì quá, nhưng mà chúng ta cũng đừng bao giờ đặt lòng tin vào hoàn toàn con người trong cái cuộc đời này. Hiểu quý vị? Lúc nào tốt thì là tốt, lúc nào không tốt thì là không tốt. Mỗi người đều có quyền tốt và có quyền không tốt. Chúng ta cũng không cần phải đặt vấn đề rằng họ phải là tốt để chúng ta thất vọng. Đúng quý vị? Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, chúng ta đi trên đoạn đường, đoạn đường cứ bằng tới khi ổ gà, chúng ta hỏi đường, tại sao mày bị ổ gà? Nói, ủa tao bị ổ gà kệ tao. Khúc kia thì bằng, chỗ này ổ gà, chuyện đó là chuyện của tao, mày hỏi làm cái gì? Thì bây giờ người ta có thể tốt cả một đoạn đường, nhưng đến lúc người ta không tốt nên mình hỏi tại sao anh không tốt? Tại vì lúc này tao không thích tốt nữa, được không? Mày thất vọng làm cái gì? Có khi người ta có thể yêu thương mình mấy chục năm mà đến lúc ta nói người ta không yêu mình nữa, chia tay, mình hỏi tại sao? Tại sao anh lại bỏ em? Không có câu tại sao. Vì bây giờ hết yêu rồi thì bỏ chứ làm sao? Xác thực đi quý vị, hãy xác thực đi. Cái duyên cái nợ giữa mình với người ta, hoặc người ta trả mình hoặc mình trả người ta, là trả một khoảng thời gian đó gà và đến lúc trả xong rồi thì cái tình thương này người ta dành cho mình không còn nữa. Mà đã là không còn tình thương nữa, mình có kêu người ta thương, bắt buộc người ta thương, mình làm mọi cách cho người ta thương, nó cũng không thương được. Vì cái tình thương là nó gieo từ cái hạt giống thương và hoặc không thương. Nên chúng ta trong cuộc đời này đừng có đem những cái sự thất vọng để đặt vào mình, để bản thân mình tuyệt vọng. Đã là tuyệt vọng thì còn sống gì mà được tốt nữa hả quý vị? Chúng ta luôn luôn phải có hy vọng vì chúng ta còn đang được sống. Đúng không? Dù quý vị có nghèo khổ cỡ nào, quý vị vẫn có hy vọng. Cái niềm vui nó đâu phải chỉ có người giàu có tiền mới được vui, mà nghèo không được vui. Cái niềm vui nó đến với tất cả con người nếu hiểu biết. Dù là đẹp, xấu, lùng lé hô súng, giàu hay nghèo gì, chúng ta cũng có quyền được vui. Đều có quyền này mà. Có chồng hay không có chồng gì, chúng ta cũng có quyền được vui. Chứ đâu phải là chờ có chồng mới vui. Có nhiều bà có chồng thì được vui, mà bị chồng bỏ thì khổ te tua. Nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta cảm thấy ngại ngùng, buồn hoặc là bị người ta nói rằng mình vô duyên gì mà không có chồng. Ở đây có cô nào mà từ nhỏ tới lớn mà chưa có chồng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đừng bao giờ ai nói những người không có chồng mà là vô duyên, mà phải nói là không thiếu nợ. Đúng không quý vị? Cái người ta nói câu nói á, Cái gì mà cây độc không trái mà gái độc không con. Vậy mấy bà sư cô đi tu chắc bà độc quá. Nó có con gái gì đâu. Cứ là con đến với mình là duyên và nợ. Nếu mà mình không có nợ vì con cái thì không có đến. Những Đức nói với vị nghe chứ cái số mệnh đã là không có con, vì có dùng cách nào nó cũng không có con. Còn cái số mệnh mình là 7 đứa con thì vị có chặn cỡ nào nó cũng ra 7 đứa. Chặn cỡ nào nó cũng ra 7 đứa. Còn cái số bị là 2 đứa thì bị có làm cỡ nào nó cũng có 2 đứa. Có mót cỡ nào cũng không có đứa nữa. Hiểu không? Còn cái số mình là toàn là con gái không thì nó sanh là con gái không. Cái số mình là con trai không thì sanh ra là con trai không. Hãy tin nhân quả, con đến với mình có thuận duyên, có nghịch duyên. Có những gia đình mà sinh ra con nó ngoan ngoãn là thuận duyên. Có những gia đình mình sanh ra con mình nó ngỗ nghịch với mình là nghịch duyên. Nên mình học Phật mình mở cái chỗ này ra để mình hiểu được định luật nhân quả. Nên có những người sanh con gái không kêu vợ mót hoài, mót giết mà bà vợ phải xấu xí luôn.
cố gắng, ông chồng cũng cố gắng mà không ra một đứa thằng con trai. Mót giết bà vợ te tua, ông chồng cũng te tua. Đừng có mót. Hiểu không? Những đức nói với vị nghe, vị có phước là có phần. Dù là quý vị có một đứa con gái, nhưng quý vị có phước, quý vị sẽ gặp chàng rể đàng hoàng đến để làm rể. Yên tâm đi, có phước là có phần. Còn quý vị kiếm được thằng con trai để nói giỏi tâm đường, cái thằng con trai này nó lớn lên nó không nói giỏi tâm đường mà đi ở tù, thì có được gì không? Chưa chắc đó. Có những người người ta có hai thằng con trai mà nó có được cái gì đâu. Còn khi mình có phước, mình chỉ có một đứa con gái thôi, mình đừng có nói của cải làm cho cố. Bây giờ cuối cùng có đứa con gái, rồi sau này của cải cũng vào tay con người ta. Đừng có nghĩ gì, ai có phước là có phần. Mà đừng có suy nghĩ con của ai hết trơn á, mà người ta chỉ cần đàng hoàng với mình thì đó mới thật sự con mình. Dâu rể gì cũng vậy, đàng hoàng là được rồi. Hiểu không quý vị? Quý vị nghe những điều này đi, quý vị sẽ chấp nhận cái cuộc đời quý vị dữ lắm. Còn hai vợ chồng mà không có đứa con nào mà giàu, thì mình hãy đem cái tình thương mà mình cần con nó đi đến với cô Như Diện, thương yêu các trẻ em mồ côi, thì quý vị sẽ có con bao la. Quý vị là người sinh ra đời không biết cha mẹ mình là ai, đi tìm cha mẹ mình. Đã tìm không được, đừng đi tìm nữa. Chúng ta hãy xem tất cả những người già trong cuộc đời này họ đang khổ, mình hãy dùng cái tình thương của mình đang cần có cha có mẹ, hãy đến với họ đi, thì quý vị sẽ có cha mẹ rất là nhiều. Hiểu không? Cái quan trọng là cái tâm chúng ta có mở ra hay không quý vị à. Chúng ta chỉ có đặt vào cái việc người thân của mình không à, mình quên đặt vào với tất cả mọi người. Nếu như những đức đi tu mà cũng như vậy thì làm gì có được niềm vui như ngày hôm nay. Không? Đó. Vì thấy Phật Pháp bị nghe đặc biệt chưa? Bây giờ ai mà không áp dụng Phật Pháp được như vậy quý vị? Không? Đa bằng chúng ta bị khổ của ngày mai. Ngày mai cứ lo cho cái ngày mai. Những đức đi vô bếp nấu ăn gì sao, những đức khỏe gì, làm xong để đó sắp xếp cái gì rồi để đó đi nghỉ chút qua nấu. Còn mấy cô nấu cực là gì, để chuẩn bị hay chuẩn bị, cứ chuẩn bị hoài không có một chút nào nghỉ luôn. Làm gì chuẩn bị hoài à? Đúng không? Nên chúng ta nói cho quý vị nghe chứ, nếu mà quý vị mà sống vui vẻ tốt đẹp, cuộc đời quý vị nó sẽ đặc biệt, quá đặc biệt luôn. Ngộ lắm, đặc biệt lắm. Những đức nói như chùa mình với hộ pháp, cái bữa trước Tết đó, gạo, cái bữa trước Tết là gạo mình đưa ra 100 tấn, 100 tấn gạo mình tặng người ta, mà không có đủ, 100 tấn cũng không đủ luôn. Cái cõi là cái cõi thiếu, nên cho mà thiếu là bình thường, không có gì mà buồn hết chứ. Ai buồn kệ người ta, mình đã làm hết lòng mình rồi, không cần phải buồn. Bây giờ em tặng 100 tấn gạo, có nhiều bà ở trên mạng bà không hiểu bao chữ mình luôn, sao cho cuối cùng lợi không có ông bao, trong khi mình đưa ra 100 tấn gạo nghe quý vị, dám bị chữ. Nhưng đức nói có gì đâu mà xạo, tao xạo được không? Hiểu không? Lần sau tao làm nữa, sợ gì, làm là cứ làm, chữ là kệ, đúng không? Nó, mình cứ làm với khả năng của mình cố gắng mình làm. Trong chùa còn chưa được 1 tấn gạo ăn Tết. Không được 1 tấn luôn quý vị. Quý vị biết bữa nay bên hộ pháp lên nhiêu chưa? 15 tấn gạo. Nguyên mùa Tết ăn rầm rầm, người ta đến ào ào, quá trời ăn luôn, vậy mà giờ lên 15 tấn. Vì tin lời của Phật dạy càng bố thí càng nhiều không? Vì thấy những đức chia sẻ Phật Pháp chứ công chúng, quý vị thấy những đức bình an mà vui vẻ mà tự tin không? Là nhờ từ đâu? Thí Pháp. Đúng không? Phật dạy thí Pháp thông minh trí tuệ, đúng không? 100%. Rồi quý vị thấy những đức bệnh đau mà vẫn sức khỏe đầy đủ để làm việc luôn, là vì nhờ cái công đức gì? Ăn chay phóng sanh. Cái bệnh đau là túc nghiệp đã từng sát sanh, mà đời này ăn chay phóng sanh, tuy bệnh đau nhưng vẫn sức khỏe làm việc bình thường.
Đó là quả báo hiện đời luôn đó quý vị. Rõ ràng quý vị thấy những đứa ông ho hen cảm sốt chịu gần 2 tháng, người ta trung bình người ta uống thuốc thì vài ngày là hết đúng không? Nhưng nó không uống thuốc gì, nó kéo hoài kéo hoài kéo hoài, tức làm việc suốt luôn, đi tắm bình thường luôn, sốt ào ào, nó đi tắm nước lạnh luôn để cho nó sốt thử coi nó làm sao. Cuối cùng nó sốt lên, nó ho quá trời ho, giảng pháp luôn thử coi làm sao. Bữa nay gần hết rồi nè, gần 2 tháng vẫn làm việc bình thường luôn, mày thấy không? Mà có ốm không? Lên 1 ký, cái lỗ mũi này bự lên nè. Thấy chưa? Oh. Oh. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là hãy tin rằng những lời Phật dạy là đúng 100%. Nên khi những đức ở trong chùa, những đức làm việc với những đức tin tưởng lắm quý vị à. Rồi lay quay nè, lễ viếng Quan Âm sắp đến nè. Cái lễ viếng Quan Âm đợt này nè sẽ đông dữ lắm nè, đợt này nè. Phát động chương trình lên. Đúng không? Đủ người ta đi tu, dẫn chồm sớm láng riền đi hết. Ai có tiền bao xe cho họ đi luôn. Nên từ nơi đó quý vị biết cơ hội, cơ hội chúng ta tu phước tu duyên. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì mình cầm theo được? Tại sao những việc chúng ta đang làm được mà không nỗ lực mà làm, cố gắng mà làm? Một ngày nào không làm được nữa nghỉ, khỏe re như bò kéo xe. Ồ, 50.000 cái máy niệm Phật xịn sò đẹp, cực kỳ đẹp. Bây giờ từ hôm nay nghe, mỗi lần lễ nghe sẽ tìm ra một cái loại pháp thí mới lạ, kêu bên công ty bên kia phải là thiết kế ra một cái loại máy đặc biệt để tặng cho Phật tử. Máy đẹp, thiệt là đẹp luôn. Để làm chi? Tặng cho người ta. Cứ làm đi. Tượng Phật đợt này đem lên chắc nguyên một cái nhà sau lưng này nè, 3.000 bộ tượng Phật, không phải đơn giản. Làm tới luôn, thử coi sao. Phật dạy bây giờ con thí nghiệm nè, con làm tới bờ tới bến luôn nè. Năm nay sẽ có nhiều chương trình lắm. Qua lễ viếng Quan Âm chuẩn bị khiếm thị luôn. Một là qua lễ viếng Quan Âm, hai là trước lễ viếng Quan Âm làm luôn. Nó, bây giờ phải khiếm thị đợt này tổ chức nè, người khiếm thị khiếm tật là một chương trình, còn tất cả những người mà nghèo đồ đó là một chương trình. Năm nay là thêm chương trình vậy đó, chương trình đó cho những người đó có cơ hội được đến chùa. Quý vị có khi đặt câu hỏi, không biết ông thầy Đức này ở đâu mà ông làm hoài thấy ghê vậy ta? Làm việc cho Phật A Di Đà. Làm việc cho Phật A Di Đà. Bữa đó làm tượng Phật phải không? Vừa phát tăng tâm đặt 3.000 bộ tượng Phật phải không? Bữa sau lại, cái bà kia cầm một bịch bự lớn này. Bự lớn này. Đem lại một cái bịch, không phải tiền. Hiểu chưa? Không phải tiền. Bịch bự vậy nè. Thì biết bao nhiêu cây chưa? Thôi đừng có nói nữa. Đúng không? Xong kêu cô bạch đi bán hết, gỡ tiền hết luôn, trả tiền tượng Phật hết luôn. Xong chuyện rồi, khỏi cần nhìn luôn. Bà nói số lượng nhiều đó thầy, là đưa ra khoảng cũng tương đối, cũng gần đủ với cái số lượng mà 3.000 bộ tượng Phật. Thấy không? Thì thầy sắp xếp giùm con đi. Nó nói, được rồi, bạch đem đi ra ngoài kia đẩy xong lấy tiền gỡ luôn cho mấy điểm đặt tượng Phật, trả hết xong chuyện. Thấy chưa? Cái thù thắng không?
Đó, mình phải làm gì đó, làm thiệt. Coi có không coi tới làm chi? Coi tới cũng có được gì đâu. Thật sự quý vị biết rằng cuộc đời mình bây giờ á, không có vợ, không có con, không có gia đình riêng. Giờ tiền, bạc, vàng, bạc gì đi chăng nữa, nó cũng là gì? Phù du ảo ảnh, nó không còn một cái gì mà nặng nề nữa chứ. Giờ ngồi suy nghĩ kỹ đi quý vị. Người ta đa phần người ta dính với tiền bạc là do vì con, vợ, gia đình mà ra. Còn bây giờ những đứa có gia đình riêng gì đâu mà tiền bạc làm cái gì? Thì chỉ có làm việc cho người ta mà cảm thấy vui nhất thôi. Hạnh phúc nhất là làm việc cho chúng sanh thôi. 100% luôn á. Bây giờ tất cả chúng ta đi, bây giờ là người tu, bây giờ bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại đi quý vị. Chúng ta là người tu nè, ngồi suy nghĩ lại nè. Người xuất gia tu chúng ta ngồi suy nghĩ nè. Bây giờ tiền người ta cúng cho mình, nếu mình không làm liền lỡ mình chết bất tử làm sao? Hay là có tiền nhiều nó phiền phức lắm, chứ không phải giỡn đâu. Thà mình làm đại đi, làm phước cho rồi đi cho nó xong. Nên những đức nói rằng hòa thượng mình mà xây chùa, những đức có bao nhiêu tiền những đức đưa hòa thượng xây hết luôn. Hòa thượng xây chùa đi. Mà thật sự những đức cũng không muốn dính vô xây chùa nữa bia. Giờ những đức ngồi suy nghĩ kỹ, hòa thượng làm để hòa thượng làm đi. Có gì mình đưa hết hòa thượng xây chùa đi. Đưa ai cũng được, không càng quan trọng quá. Mình bây giờ cái tâm tu của mình càng ngày nó càng muốn giảng sanh, chứ không phải là cái chuyện ở cái cuộc đời này. Mà thôi, bản thân những đức cũng cố gắng gầy dựng cho các anh em bên cạnh. Lúc này cho ông Đại với ông Thịnh đi rửa nhà vệ sinh. Mỗi ngày bây giờ phải đi rửa nhà vệ sinh chứ mà ngồi nghe giảng pháp hoài giảng cái gì. Những đức 15, 16 năm đi tu mà đi làm công quả không, đi làm việc cho người ta, đi lo cho người ta từng chút, cả ngày lẫn đêm làm việc, ngủ có bao nhiêu đâu. Một đêm ngủ 2 tiếng mấy đồng hồ, hoặc 3 tiếng đồng hồ đổ lại là dữ lắm. Buổi trưa thì nằm mấy chục phút, niệm Phật một chút đi làm nữa. Bây giờ mấy ông bây giờ mà giảng hoài, rồi không làm cái gì sao giảng. Bây giờ hai ông đi rửa nhà vệ sinh cho tôi, gom điện thoại của Nhân Thịnh, cắt cái mạng Nhân Thịnh luôn, gom điện thoại, dẹp. Rồi hai ông giảng pháp chung để tình cảm anh em nó gần gũi. Sắp xếp đó. Bước qua sắp xếp giờ thấy hai ông, một ông phát triển được chút, còn ông thì không phát triển. Để lâu coi chừng nó đì máy, cắt cái bên không phát triển. Quý vị nhớ, cái gì nó đã không phát triển thà dọn nó bớt đi, đẩy qua chỗ phát triển nó hình thành nó còn lên hơn. Hiểu không? Một là bây giờ hai anh em chia sẻ Phật pháp mà không khéo là hai anh em bất hòa tư tưởng. Bất hòa tư tưởng là sau này làm sao mà phát triển được. Bắt hai ông đi rửa nhà vệ sinh, anh em đi rửa nhà vệ sinh chung đi rồi sẽ có tình cảm. Đừng có yêu nhau thôi. Cuộc đời bây giờ ghê lắm. Nam mà nó cũng yêu, nữ nó cũng yêu, yêu yêu nữ nữ. Bây giờ sao uống thuốc ăn bánh gì mà kỳ cục. Đồ ăn thức uống gì sao nó kỳ cục quá quý vị ơi. Có nhiều anh mà nhìn phong độ đẹp trai ngon lành mà sao nó không phải. Cái này mà nó có cười ai nhưng mà nó không phải. Còn nhiều đứa nó cục đường tí ghê mà nó không thích trai. Này nó bệnh si đa chuột gì đó kỳ cục. Đúng không? Đó thì thấy cái xã hội càng ngày nó càng nổi lên nhiều cái lạ kỳ. Đúng không? Chứ ngày xưa mà nói thiệt quý vị, ngày xưa nó đâu có cái chuyện mà nam nam cưới nhau, nữ nữ cưới nhau như bây giờ. Bây giờ theo phong trào ngộ ghê vậy ơi. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà hai ông đi rửa nhà vệ sinh, đi làm. Những đức nói tôi đặt để đó nghe. Hai ông làm chừng nào tôi kêu nghỉ mới được nghỉ. Làm hoài, ngày nào cũng làm. Rửa nhà vệ sinh, sáng rửa một buổi, chiều rửa một buổi, phải rửa hai lần. Nãy nhà đức hỏi mấy chú rửa nhà vệ sinh 15 cái nhà vệ sinh rửa bao lâu? Là rửa một tiếng quá ít. Ngày mai rửa thêm 15 cái nó chẳng 30 cái rửa bên nữ luôn. Rửa nhà vệ sinh cho bên mấy bà già đi luôn. Tôi đi lên được là từ tôi rửa nhà vệ sinh mà ra nè. Hiểu không? Giờ tôi hướng dẫn người ta đông như vậy mà tôi còn đi nấu ăn cho cả đại chúng trong chùa. Tôi còn đi làm từng chuyện nhỏ 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 tôi quay lại tôi làm đó, tôi làm thấy rõ ràng đó. Mấy anh em thấy rõ ràng tôi làm mà. Bây giờ nấu ăn là trong bếp, bây giờ tôi là bếp trưởng luôn, tôi giải quyết vấn đề tôi nấu hết luôn. Hiểu không? Bây giờ mỗi tuần quý vị chủ nhật về là nhà đức chiên sườn chay.
Sườn chay nghe. Mời quý vị về nghe, thứ bảy nè, chiều nay nè, tu chia sẻ bài pháp xong nè, trưa nay tôi về tôi nghỉ một chút nè, chiều tôi đi xuống nhà bếp nè, mấy bà đi tu cho tôi. Tôi đi xuống nhà bếp nè, tôi kho một cái nồi sườn chay cho mấy bà ăn. Đó. Ăn nè. Một nồi sườn chay, một nồi canh. Tôi sẽ nấu nồi canh khoai mỡ với khoai lang miền Tây cho mấy bạn. Chưa? Đó. Đó. Chiều xuống ăn cho mấy bà ăn ngon. Nhức nách. Trời ơi. Quá, quá dữ dằn. Tôi nấu nồi ăn để cho mấy bà ăn nghe chưa? Rồi tôi ngồi, nấu ăn cái vị ngồi cái vị, có khi rảnh rảnh cái vị ngồi không, cái này không phải đơn giản đâu. Cái khi mà nấu ăn á, bây giờ chia sẻ Phật pháp mà bịt khẩu trang thì cái tiếng nói nó không được hay, nên có khi mà mình không bịt khẩu trang, mà không bịt khẩu trang thì nói chuyện thì mấy bà biết rồi, có khi nó văng city vậy, văng vậy. Mấy cô thấy ăn vậy có gì nguy hiểm không ta? Có thấy lo sợ gớm ghê gì không? Gớm không? Thì bây giờ nấu ăn mà bây giờ không bịt khẩu trang mà giảng pháp, mà lúc đang xào hoặc là lúc đang niêm đồ ăn và đang trộn đồ ăn mà nói chuyện là nó văng city, nó văng nước miếng vô, văng phèo 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 vô. Mấy bà ăn thấy gớm không? Không hả? À, được. Ngồi nghe làm nè. Mấy bà kia ai mà cảm ho ho một chút nha, ăn vô một cái ngày mai nó nằm luôn. Nên nhớ không, mà từ khi mà bị hởm về những đứa vô bếp nấu ăn nha quý vị, là tự nhiên chúng trong chùa hết cảm hết ho luôn, tới bây giờ hết luôn quý vị. Tại vì sao? Ít nấu dầu, nấu dầu ít. Nó nấu dầu ít. Với một nữa là mình nấu cái tâm mình nó vui, mấy bà già bà vui quý vị. Bà ăn đồ ăn làm như thành mỹ vị quý vị ơi. Đúng không? Đó. Nói vui vui vậy thôi chứ ai người ta cũng giữ vệ sinh nha quý vị. Chứ ai mà làm người ai làm thế. Thấy không? Nói vui vậy thôi. Nói coi thử mấy cô, tụi coi mấy cô có gớm ghê được không? Nhưng mà cũng gớm chứ. Không luôn. Thấy không? Rồi xong á nghe. Chiều nay thứ bảy phải không? Đặt rồi. Bánh kem. Cải bánh kem. Bánh kem với người chai sữa luôn. Chuẩn bị nghe đây nghe. Số cô nghe. Chuẩn bị tới ngày lễ phụ nữ. 8 tháng 3. Đúng không? Nói nhỏ thôi nghe. Nói nhỏ thôi. Thứ sáu tuần sau tối thứ năm tối thứ sáu quên nó lộn tối thứ sáu chứ thứ sáu là một ngày lễ phụ nữ nghe không, tối buổi tối nghe, sẽ có một chương trình tại nhà ăn chùa Hộ Pháp. Mấy cô đây này, ai quen mà đi đến được thì đến. Nó tổ chức á, có cái chương trình đó nghe. Phải đơn giản. Mấy bữa Tết mấy bà sôi động quá trời luôn. Mà vui quý vị. Không, công nhận cái ăn Tết hôm nay vui thiệt nghe. Vui vẻ mà nhẹ nhàng thấy không? Quá đặc biệt luôn. Quý vị thấy không? Chúng ta niệm gì mọi người đi. Quý vị suy nghĩ cho người ta nhiều chút đi, thì quý vị sẽ dẹp được cái tâm ích kỷ nhỏ mọn. Thấy không? Mình nghĩ nhiều gì người ta thì mình dẹp được cái tâm ích kỷ nhỏ mọn. Mình suy nghĩ nhiều gì người ta thì tâm lượng mình lớn lên chứ làm sao. Mà tâm lượng lớn thì phước báo lớn, mà tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị mà con người vui vẻ an lạc tâm lượng lớn, đố bị đi tự tử.
Đi tự tử làm chi? Nhưng Đức hỏi quý vị, đi tự tử là một cái việc làm mà chúng ta là khờ dại nhất trong cái cuộc đời này. Hiểu không? Con vật nó nhỏ nhen, mình đè nó, mình cắt cổ nó còn dãy dùng để tìm sự sống. Chúng ta là con người, ai mà tự nhiên đi giết bản thân mình? Từ khi thọ mạng mình đến, mình chấp nhận mình ra đi thôi. Chứ không ai dạy gì đi tự nhiên đi giết mình hết quý vị. Chồng mình nó chửi mình, chứ nó không phải là cha mẹ mình. Vợ mình nó này nó kia nó bỏ mình, chứ nó đâu phải là mẹ mình. Mà mình làm gì mình phải đi tử, mình tự tử mình chết. Đúng quý vị? Bỏ là bỏ rồi mà đi tự tử chết, nó cũng kiếm thằng khác à. Tự tử chết làm chi? Nhưng hôm có cái ông kia, ông lợi ông nói như thế nhà tôi thầy. Vợ con nó bỏ con thầy ạ, là thầy. Tự nhiên quỳ xuống ôm nó đùi mình, giật nó làm gì ạ? Làm gì ạ? À? Vợ con bỏ con rồi. Vợ con bỏ kệ không? Tự nhiên vợ bỏ lần ông, nhưng mà vợ bỏ làm gì khóc dữ ông ai? Bây giờ những đứa hỏi ông nè, nó bỏ ông rồi, ông khóc nó có quay về không? Quay về không? Bây giờ ông khóc làm chi? Ông lại chùa em công tu từng đi. Ông vô đây nè, ông làm công quả từng là hết chân buồn à. Thiệt không? Thiệt, vô đây đi. Vô đây ông làm công quả một tuần đi. Cao ráo cũng đẹp trai. Mà bây giờ sao ngộ đẹp trai đẹp gì nó cũng bỏ chứ. Lạ nó ghê luôn. Hai vợ chồng nó cự lộn nhau, nó chia tay. Cũng biết chùa mình vẫn lợ, gặp hỏi vì sao anh này cũng đẹp trai mà chị bỏ ảnh, nói vì nó nghèo. Nói một câu nó công nhận đẹp ghê. Nó câu quá xác thực luôn, nghe không? Tại anh nghèo. Nghe không? Nghèo mà đặt có vợ đẹp. Thấy chưa? Coi cái tình cảm bây giờ vì thấy nó phũ phàng chưa? Bỏ anh là vì sao? Vì anh nghèo. Nên mấy ông mình sẽ trẻ nghe chưa? Nghèo thà đi tu đi, đừng có đi có vợ. Gặp những đứa ngoài đời mà đi có vợ, giáo vợ nó bỏ, đứa hỏi gì sao hai em bỏ anh? Tại anh hô được không? Chịu thua. Thấy chưa quý vị? Không phải là quơ đũa cả nắm, nhưng mà trong cái cuộc đời này khó thế nào mà nghèo quá mà một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Ban đầu thì nó cũng thương dữ lắm, nhưng mà khi hết tiền rồi trở mặt quay lưng thì khổ quá quý vị à. Thấy người ta cũng là phụ nữ như mình mà ta nương nưỡng sống tốt đẹp ngon lành, được chồng thương yêu. Còn bây giờ mình như bèo nhèo, mình lấy cái thằng chồng gì đâu mà nó làm ăn gì cũng không được chứ. Làm ăn cái gì cũng không được, đâu có tiền bạc gì cho nó nghèo, sơ nghèo sát. Theo giết mà bèo nhèo luôn, giết rồi bỏ chồng luôn, kiếm thằng khác. Giết rồi không nghèo khổ quá, cự lộn tối ngày. Giết rồi chán nhau, chia tay. Mấy ông này sắp sửa có vợ nè. Hiểu không? Này sắp sửa có vợ. Nhìn mặt là biết sắp sửa có vợ à. Hiểu không? Nên từ đó chuẩn bị có vợ là chuẩn bị một món nợ đó em. Ừ, những đứa nó rõ ra là có vợ có chồng là chuẩn bị một món nợ cho cuộc đời của mình. Phải không quý vị? Phải mấy cô? Rõ ràng luôn. Nhưng mà mấy cô thì không ai cản được đâu. Lúc trước mà mình mong mà nó đem xe hoa đến rước mà. Có xe hoa đến rước là mình vui dữ lắm rồi. Nhưng mà đó là một món nợ của cuộc đời. Khi đến với nhau rồi là tự nhiên á. Bởi vì phải không? Lỡ nghe, đeo nhẫn cưới cho nhau nghe. Mình phải nói cái lý do này, nhẫn cưới. Mình nói câu dễ hiểu, giải cái nhẫn cưới ra nè. Là đây anh biểu. Đưa tay đây. Đây, đeo vô, đeo vô. Đưa tay anh đây, à em đeo cho. À rồi, đeo vô. Em biết vì sao anh đeo nhẫn cưới cho em hay không? Vì sao? Vì đây là cái rong, cái cùm đeo cho em đó. Rồi biết vì sao mà em đeo nhẫn cưới cho anh không? Rong cùm của hai đứa cùm lại để cả đời này làm rong cùm siết lại với nhau, chối buộc với nhau. Nhiều không quý vị? Sự chối buộc này nhiều không? Nhiều chứ. Có những người thì người ta cũng sống cũng hạnh phúc tốt đẹp, nhưng có những người đó là rong cùm chối buộc lại với nhau.
Và từ khi đến với nhau là vợ là chồng rồi lại xảy ra nhiều vấn đề. Đó là phải bận tâm nặng nề và lo âu rất nhiều thứ trong cuộc đời. Và đi đâu chúng ta cũng sẽ bị chối buộc, không có được thoải mái, đúng không? Đó. Nên nó nghe gì rồi, những cô mà mình không có nợ đàn ông á, đừng có buồn. Còn những ông mà không có nợ được phụ nữ thì đừng có buồn. Còn ai nói mình vô duyên vô dùng thì mặc kệ người ta, thấy không? Nó làm gì đó mà tôi từ từ mà nó có duyên nó đến nó tìm đó. Cái bà đâu đây sáu mấy tuổi rồi, coi chừng có cái ông đi chùa tu sáu mấy tuổi ông đang để ý bà. Bà đi chùa bà chạy xe đạp nhà bên kia phải không, chạy qua đây bà chạy xe đạp đem tới bịt khẩu trang đàng hoàng lại. Tôi thấy có ông già chạy á, xe đạp đó, mà bữa nào bà chạy trước là ông chạy sau không à. Tu với nó phát viên tuổi già ai biết được phải không, nguy hiểm lắm, quá nguy hiểm, không có giỡn đâu. Trời ơi, nghe cái đỏ mặt hết trơn là nguy hiểm á. Từ nhỏ lớn chưa có người yêu gì hết trơn mà nghe nói đỏ mặt hết trơn, già già chứ cũng thẹn thùng, thẹn thùng nghe đỏ mặt rồi kìa, nguy hiểm. Chơi thì biết nghe, nuôi người già ở trong chùa nghe quý vị. Thấy đúng là cái ái tình trong cuộc đời nó không đơn giản, không dễ thoát ra. Những đức thì người ưa len lỏi lắm, trong mỗi chỗ mỗi nơi để tìm hiểu, đem những bài pháp xác thực để hướng dẫn quý vị. Ông già 75 tuổi, bà già 73 tuổi, hai người ngồi nói chuyện. Ban đầu ngồi cái ghế này với cái ghế này, mà chướng giữa là một cái khoảng trống của cái ghế. Thì ổng ngồi đây, bà ngồi đây nói chuyện. Nhân Đức ngồi phía sau, không hay, không hay. Xong á, ổng nói với bà: ấy ở đâu vậy? Ấy nhà ở đâu vậy? Thấy không? Xong cái bà kia nói là ấy ở đó đó. Ghê chưa? Nói chuyện ghê chưa? Nói chuyện chút cái ổng xích lại một chút. Mà ổng xích lại một chút thì bả mới xích ra lần kia một chút. Thì bả xích lại một kia một chút thì cái băng ghế của bả ngồi nó có một khoảng trống. Mà ổng mới xích cái tới cái đường trống của cái ghế á. Cái ổng đứng lên cái ổng bước qua cái ghế của bả ổng ngồi. Ghê chưa? Kinh chưa? Xong nó nói chuyện qua lợn chút cái ổng nói nè: ấy tuy lớn tuổi mà tay cũng còn đẹp quá hà. Xong lúc đó Nhận Đức á, đứng lên như thế này nè: à tay đẹp lắm, 77 tuổi tóc đứng dậy. Nhận Đức nói: ông già đứng lại, vô chùa mà đã cua bà già. Nhưng mà mình cũng không có sợ. Vì sao vậy? Cái tuổi này nó không có đẻ, chồng ghẹo chơi thôi chứ không có gì, đúng không? Nhưng Đức nói: ông già vô chùa mà còn mắc nết chọc bà già, đứng lại. Hai người bảy mấy tuổi tóc chạy ngộ. Ông chạy ra ông dắp cục đá té cả. Xong đứng lên chạy nữa, bỏ tặc cái chứ. Kinh chưa? Thấy kinh chưa? Thấy không? Bởi vậy tôi mà không len lỏi trên quanh chùa mấy ông già bà già này cũng ghê gớm. Thấy không? Có một lần Nhân Đức qua bên đây nè, gặp hai ông bà nói chuyện mà cái khăn là Nhân Đức tặng. Cái khăn Nhân Đức tặng chứ đâu phải đâu mà có. Vậy đó mà nói khăn này rất là đẹp, rất là mềm mại, lỡ đeo khăn cho bà vậy đứa này. À, khăn này đẹp lắm á, cô tôi tặng á. Ủa thầy, Nhân Đức nói sắp sửa xuống lỗ tới nơi mà không lo niệm Phật, tặng khăn cho nhau.
Ông tin tôi đưa ông vô phòng hộ niệm, tôi hộ niệm ông chưa? Tuổi này sắp sửa vô phòng hộ niệm mà còn trao khăn cho nhau. Già mà còn gì? Vị ơi, nhận Đức là do vui quý vị. Gặp nhiều trường hợp như Đức làm mắc cười lắm. Khi như Đức vượt chạy chết mồ vậy đó. Thấy chưa? Không đơn giản đâu quý vị. Bởi vì nhiều người nói ủa sao ngộ vậy ta? Thầy ở thầy chùa này công nhận mà thấy sao mà các cụ ông ra, các cụ ông, các cụ bà ra, các cụ bà. Còn cái khu nhà bên đây mới cắt nè, chướng giữa nó có một vị trí rộng nên các cụ ông bên đây, các cụ bà bên đây, những Đức kêu những lăng làm một miếng dán chặn ngang. Những lăng hỏi ủa sao thầy, mấy ông già bà già mà có gì đâu chặn, nguy hiểm lắm. Quý vị chưa thấy không, ông già với bà già không còn một cái răng luôn, hai người nói chuyện tình cảm kinh khủng. Xong ông già khen bà già là môi nàng vẫn còn hồng lắm. Mình nghe một cái mà mình bủng rủng tay chân. Mình nghe bủng rủng tay chân, nói thiệt quý vị. Xong nhà Đức bước ra, nhà Đức nói nè, vì môi tôi có hồng không? Quý vị không? Chịu không nổi luôn. Coi lại, nhà Đức nói, không còn cái răng nào hết trơn á. Mà còn muốn cạp nữa hả? Kinh khủng không? Nếu mà nhà Đức mà kể chuyện quý vị nghe, không biết bao nhiêu câu chuyện mà kể cho quý vị nghe luôn. Ở trong cái hội chúng đông người nên đủ chuyện hết trơn á. Chàng, ô nhà Đức cầm cái cây, nhà Đức vượt chạy. Trẻ bây giờ vượt mấy ông già bà già. Cầm cái cây mà nhà Đức đó tôi đập cho chết. Bây giờ còn đi nổi mà đặt chọc ghẹo nhau, tôi đập cho chết tôi đi hộ niệm. Chạy dữ lắm, sợ chạy kinh khủng. Bởi vì biết cũng thích những Đức, cũng quý những Đức, mà gặp những Đức đi đến đâu là sợ. Thấy không? Không nhờ vậy đó mà quản được 2.000 người. Ừ, có giỡn đâu. Nên từ nơi đó nhiều chuyện lắm, nhưng mà được con cái là cái tâm mình vui. Những Đức muốn chia sẻ quý vị nghe những đoạn này để quý vị trong cái cuộc đời quý vị, vị đem Phật pháp bị áp dụng vào cái tâm quý vị, để quý vị gặp bất cứ sự cố gì bị vui là dễ giải quyết nhất. Hiểu không? Vì con người ai mà không có sai. Mình trẻ đây mình còn có sai, không chứ người ta già đã quân tập nhiều năm rồi, cái tâm đó nó vẫn còn. Dù là cái thân nó không còn giải quyết được vấn đề. Đó thiệt. Mấy ông già đây kinh nghiệm đi. Tuy là cái thân mình không còn giải quyết vấn đề được, nhưng mà cái tâm, cái tâm á, chứ ngoài ra thì rung rung gì còn gì. Quý vị chưa thấy ông già với bà già rung mà nắm tay với nhau gì nè? Nắm tay mà gì nè? Nắm tay đó, rồi tròn khăn cho nhau. Già mà ghê lắm á, giỡn đâu nghe. Nhân Đức nói là cái thân nó không có giải quyết được vấn đề gì hết trơn á, nhưng mà cái tâm bên trong nè, cái tâm này nè, nó kinh lắm. Nó đã quân tập mấy chục năm của cuộc đời rồi, hiểu không? Cái tâm dê á, chưa, cái tâm dê thì chưa có lấy ra được, hiểu không? Nó tâm dê đâu có lấy được, hiểu không? Tâm dê sao lấy được? Nhiều lắm. Nên từ từ đó mà mình giải tỏ từ từ cho người ta, mình giải tỏ từ từ cho người ta, rồi mình mới nói rằng là bây giờ mình lớn tuổi rồi, con cái đã lớn hết rồi, đi vô chùa mình phải nghiêm túc đàng hoàng. Để không thôi con cái biết được mắc cỡ với người ta, nói từ từ, sửa từ từ. Chứ gì? Mình có trách gì cái dê này là vô lượng kiếp quý vị. Cái dê này nó đã vô lượng kiếp rồi. Nam mà gặp nữ là mình phải dê. Chứ bây giờ nam mà gặp nữ mà không dê thì đâu phải đàn ông. Đúng quý vị?
Bây giờ thí dụ như bây giờ có nhiều cô đi đến chùa này nghe Nhà Đức giảng pháp, có khi có nhiều bà ngồi chứ, mà Nhà Đức nhìn bà, Nhà Đức làm nè, cũng là một phương pháp để cho người ta tỉnh hồn lên, quý vị, để người ta nghe pháp là tu. Không có giỡn đâu nghe. Khi mà họ đến gặn mình mà mình cũng chọc ghẹo họ vui, họ thích đó quý vị. Mà cái tâm mình phải duy trì được mình thì họ mới chịu tu đó quý vị ơi, không có giỡn đâu. Đó. Quý vị biết bữa đó Nhận Đức tiếp cái phái đoàn mà bên Mỹ về á, đúng là rõ ràng họ nghe pháp mình sao họ ra vậy. Có người vậy mà họ vui gì đâu mà công nhận đặc biệt gì đâu á chàng. Vui dữ lắm mà lớn lớn tuổi không à. 50 mấy, 60 mấy, 70 mấy không mà người nào người nấy như là lão hoang đồng vậy đó. Vui đến mức vậy đó, chụp hình mà làm kiểu cọ đồ làm vui lắm. Nên nó mình nói đúng là tu là phải như vậy, chứ mình đừng có tu ra bắt bẻ quý vị, đừng có tu ra khó khăn nghe. Mình đừng có cho rằng mình tu nhiều năm rồi bản thân mình là có một cái trình độ tu gì, không có trình độ gì hết á. Chúng ta tu càng lâu thì chúng ta phải càng không có trình độ. Không có trình độ gì hết thì mới thật sự là người hạ mình. Hiểu không? Bây giờ quý vị coi, chúng ta đi đến chùa bao nhiêu ngày tháng nay, vậy mà đối với chúng ta là chúng ta cũng phải cần cái chỗ ngồi ở phía trước. Vậy chúng ta có trình độ gì mà dám nói với người khác chúng ta có trình độ? Đúng quý vị? Phải hạ mình không? Hạ mình đi. Và chúng ta hãy suy nghĩ ta là một người phàm phu, ta cần được sự bổ túc và được sắp xếp để giúp đỡ mình. Ta không có nói chúng ta là một cái trình độ gì mà học đạo mà chúng ta đạt đến cảnh giới gì, không có. Nhưng mà có cảnh giới, thật sự có. Mình tự nói mình không có, nhưng nó có. Nhưng mình cho mình là người tu có đạt một cái công phu gì thì nó lại không có. Vì phàm phu mà đạt công phu gì? Chúng ta chưa được Phật A Di Đà rước gì cực lạc mà đạt công phu gì? Nên quý vị đừng có bao giờ cho rằng chúng ta là con số đi tu của mình là 7 năm, 10 năm, 20 năm gì mà xem thường người khác. Phải nhớ kỹ những điều này để chúng ta nghĩ mình không có gì cả. Hiểu không? Bây giờ 15, 16 năm của Nhân Đức đi tu, bây giờ là trở lại đi rửa nhà vệ sinh của thở ban đầu. Cái trình độ của Nhân Đức là trình độ rửa nhà vệ sinh và nấu ăn. Cái công phu gì? Cái bằng cấp Nhân Đức là cái bằng cấp rửa nhà vệ sinh với nấu ăn. Lấy cái bằng cấp đó, đó để sử dụng trong cuộc đời mình. Còn mình là chờ Phật rước mình thôi, chứ trình độ gì? Mình là người niệm Phật thì Phật rước mình thôi, chứ bây giờ trình độ gì bây giờ? Ngồi suy nghĩ đi quý vị. Đúng không quý vị? Còn những điều như Đức chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, những cái câu chuyện kể cho quý vị nghe, để mỗi một con người chúng ta hãy nhận thức chúng ta có sai. Chúng ta có sai đó, chứ không phải không sai đâu nghe. Tu là tu đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu quý vị không gầy dựng cái tâm tu giải thoát cho mạnh, bị rớt đài á. Rớt á. Chứ không phải đơn giản đâu. Kiểu mà xồn xồn dùng xồn chúng ta gặp nhau gì nè, mà quý nhau, mến nhau với không khéo nó sanh tình cảm á. Nó sanh tình cảm bất chợt mà chúng ta không thể nào ngờ được luôn á. Bởi vì những đức nó là không bao giờ dám gặp ai riêng biệt. Vì bắt đầu khi riêng biệt coi chừng con dê nó nổi lên. Dê ghê lắm nghe chưa? Không phải đơn giản nghe quý vị. Con dê này trong tâm mình đã nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ bên trong á. Nó mà gặp đối thủ là dê xuất hiện liền. Nên chúng ta là phàm phu, chúng ta hãy cho mình là phàm phu đi. Có những cái gì chúng ta tránh được thì tránh đi. Nó quý vị biết không đơn giản. Đừng có nói mà có chồng có vợ gì, có chồng gì đi lợi chùa nghe pháp nghe thầy giảng với quý mến mà gặp riêng với nhau đồ giết đi. Coi chừng dê. Nên tránh đi là tốt nhất. Nên mấy bà tránh xa tôi ra là tốt nhất. Hiểu không? Coi chừng đến gần tôi dê chết mồ luôn. Mà thà mà nói thẳng vậy đi quý vị. Tôi có nói tôi cái gì cao xa chứ, để khỏi có tác dụng phụ ai nói được tôi cái gì. Phải chi tôi nói tôi đẹp tôi ngon quá thì người ta nói tôi còn bị kích động. Còn tôi đã phanh phôi tôi ra hết trơn rồi, khỏi nói nữa. Hiểu quý vị?
Những cái gì chúng ta làm được thì chúng ta làm thôi. Con người ai mà không có mắt mà nhìn thì chúng ta sống trong cuộc đời này không có cái trình độ học Phật gì mà chúng ta đạt trình độ gì. Ai có trình độ đó thì cứ lấy bằng đó đi. Thấy không? Tôi xin lấy cái bằng nuôi bà già, tôi lấy cái bằng nấu ăn, tôi lấy cái bằng rửa nhà vệ sinh. Rồi còn những cái bằng khác tôi giao lại cho quý vị đó, nhận đi. Tôi cả đời tôi học Phật là gì? Nuôi bà già, rửa nhà vệ sinh, nấu ăn, rồi niệm Phật. Vậy thôi quý vị.